Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh An Giang xuất hiện tình trạng một số đối tượng lạ giả danh lãnh đạo các sở ngành tỉnh An Giang, trong đó có cả lãnh đạo công an tỉnh, gọi điện đến số điện thoại di động của một số lãnh đạo cán bộ thuộc các sở ban ngành, đơn vị doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, thông báo nội dung có liên quan đến các vụ án, vụ việc và các hành vi vi phạm pháp luật. Hiện cơ quan công an đang điều tra để lấy cắp thông tin, uy hiếp, đe dọa, gây hoang mang lo sợ. Nếu muốn được xem xét tạo điều kiện giúp đỡ giải quyết, phải làm theo hướng dẫn của đối tượng. Nếu không đáp ứng yêu cầu của chúng, sẽ lăng mạ, xúc phạm người nghe điện thoại. Nhận định thời gian tới, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn nêu trên để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Công an tỉnh An Giang thông báo đến các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân 11 huyện thị thành biết nắm rõ phương thức thủ đoạn trên để tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh chủ động phòng ngừa loại tội phạm này. Khuyến cáo người dân không nên làm theo chỉ dẫn qua điện thoại từ một cá nhân hay tổ chức nào nếu chưa biết rõ họ là ai, nhất là yêu cầu cài đặt các ứng dụng từ đường link không rõ nguồn gốc, đặc biệt là không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với bất cứ hình thức nào. Trong trường hợp tiếp nhận thông tin từ người lạ trao đổi nội dung liên quan đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không nhẹ dạ cả tin, lo sợ, không làm theo yêu cầu của các đối tượng đưa ra và phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ qua đường dây nóng công an tỉnh An Giang theo số điện thoại 0693640505 để được hướng dẫn giải quyết. Tiếp tục chương trình hỗ trợ nước ngọt cho người dân vùng ven biển bị ảnh hưởng hạn mặn dẫn đến thiếu nước ngọt sản xuất và sinh hoạt. Hôm qua, nhóm bạn hữu đường xa biển núi tỉnh An Giang đến hỗ trợ nước ngọt cho bà con xã Long Hòa và mái ấm Đức Quang, nơi nuôi dưỡng chăm sóc trẻ cơ nhỡ bị bố mẹ bỏ rơi, ấp Long An, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chuyến hỗ trợ nước ngọt cho bà con bị ảnh hưởng hạn mặn vùng ven biển lần này, nhóm bạn hữu đường xa bảy núi tỉnh An Giang hỗ trợ cho mái ấm Đức Quang 50 khối nước ngọt, giúp cho các thầy và bảo mẫu có thêm nguồn nước ngọt sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày để chăm sóc cho 136 em đang được nuôi dưỡng tại đây. Với một cái lượng nước để mà phục vụ cho hơn 130 bé như vậy, thêm cái số lượng nhân viên tất cả nó khoảng gần 200 người, thì một cái lượng nước lớn như vậy thì cái nhu cầu mà mình để tìm một cái nguồn nước ngọt để phục vụ cho đời sống cơ bản của tất cả các con cũng giống như tất cả các nhân viên ở mái ấm đó thật sự là rất là khó khăn. Mà hôm nay nhờ cái nhân duyên lành này, tất cả quý vị từ vùng bảy núi An Giang, những cái nhóm thiện nguyện của quý vị đã đem những giọt nước ngọt từ phương xa đến để chia sẻ với lại thầy, chia sẻ với ban quản lý mái ấm và đặc biệt là chia sẻ với sư phụ là Đại Đức Thích Lễ Hiếu. Thầy rất là trân quý và rất là cảm động trước tấm chân tình của toàn thể quý vị. Với bà con xã Long Hòa, nếu không có nguồn nước ngọt hỗ trợ từ các mạnh thường quân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì giá nước sinh hoạt bà con phải mua với giá 150.000 đồng trên 1 mét khối, cộng với tiền thuê vận chuyển là 100.000 đồng. Nên có nguồn nước ngọt hỗ trợ từ nhóm thiện nguyện bạn hữu đường xa bảy núi là việc làm rất trân quý. Mình xài nước mông tên không à. Mà mông tên bây giờ chủ yếu nước mông tên không mà giờ mặn quá, xài cũng không nổi, giờ không có đủ nước mà xài nữa. Mình bữa nay mình cứ mình xin nước với xã nè, với bên mái ấm. Ở đâu có mình đi về, đâu cho về là mình mừng quý dữ lắm luôn. Cũng có ở huyện cho nữa mà huyện cho nước không bằng ở An Giang này. Thì xài tiết kiệm thì chỉ ăn uống à, còn tắm thì tắm nước mặn bình thường. Cảm ơn các anh em An Giang hỗ trợ nước cho ở Bến Tre, Bình Đại Bến Tre. Vậy em cảm thấy vui và hạnh phúc. Được đem những món quà đến cho các bé và những giọt nước giúp được bà con ở vùng ngập mặn, em cảm thấy ý nghĩa đối với cuộc sống này hơn. Chuyến đi này thì em sẽ về vận động bà con mình ở An Giang nhiều hơn để đem giọt nước ngọt ở tỉnh mình, đem ủng hộ bà con ở vùng hạn mặn Bến Tre và ở nhiều các tỉnh lân cận khác đang thiếu nước rất là nhiều. Ngoài ra, trong đợt hỗ trợ nước ngọt lần này, nhóm bạn hữu đường xa bảy núi còn trao tặng thêm các cháu được nuôi dưỡng tại mái ấm Đức Quang gần 300 phần quà và 100 lốc nước suối tinh khiết. Đây là đợt hỗ trợ nước ngọt lần thứ 3 của nhóm đến với bà con bị ảnh hưởng hạn mặn tại các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang và Bến Tre. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Trường, sinh năm 1990, trú ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, về tội giết người.
Trong quá trình điều tra xác định, do có mâu thuẫn đất đai kéo dài nhiều năm giữa gia đình Trường với bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1956, là cô ruột của Trường. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2024, sau khi đi nhậu về đến nhà thì nghe cha ruột và bà Tuyết đang cãi nhau nên Trường đi đến kệ bếp lấy cây dao dài khoảng 30cm đi qua nhà bà Tuyết. Thấy bà Tuyết đang nằm trên võng, Trường đi đến hỏi thì hai người lời qua tiếng lại. Trường cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực bà Tuyết rồi bỏ đi. Sau đó Trường mang theo cây dao gây án đến công an xã Bình Hòa đầu thú. Còn bà Tuyết được mọi người đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì bà Tuyết tử vong tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo thẩm quyền.